Hello các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của em. Hôm nay tiếp tục dẫn mọi người đi ăn bánh mì heo quay da giòn tại 189 Phạm Thủ Thứ, phường 4, quận 6. Hôm nay không thấy chị Liên, có bé Tiên, gà phụ. Cục này mềm không? Chị 60 đó chị. Chị cũng có sắc mỏng mỏng cho em bé ăn. Dạ, 60, sắc xíu của em hả? Ừ, chị mua 60, hai cho chị ăn đó hai. Rồi, rồi, rồi. Chị kêu là bán cho chị. Rồi, rồi. Đúng chưa? Cảnh sáng sớm nhộn nhịp nè các bạn. Đó, bà con đi mua bánh mì, mua heo quay, ăn sáng, đi làm, đi chợ, đi học. Quảng cáo chứ, mua đất luôn rồi, nhà ai lên chứ đất luôn rồi. Dạ, hôm nay thứ bảy. Cuối tuần 50. Ngày mai mình lên TV luôn. Không phải trưa nay mình lên TV luôn chứ. Lên TV rồi. Cho bịch nước chấm gì đó, nó quá nước chấm luôn. Rồi, cảm ơn chị. Giờ này mới có 6 giờ rưỡi sáng thôi nha các bạn. Hôm nay chị Liên nghỉ hay ta? Ô, chị Liên vô dòng à? Nay có thêm một nhân vật để hỗ trợ luôn các bạn. Nay không biết có live show gì lớn không nè. Live show cuối năm, cuối tuần. Nổ đơn. Để anh bấm quẹ rồi. Đây là ba gọi nạc nè các bạn. Ba gọi sườn giá là 320.000 một ký. Sườn đùi xá xíu là 300, giò 150, móng 150, bánh mì 15k một ổ các bạn. Thêm tính tiền thêm. Tiếp tục công đoạn làm tắp pin bánh mì. Ngày Lily mặc áo mới nha. Ủa vậy hả? Anh cũng mới thấy vậy. Cửa đi lúc mạch thì gì đó hoài lúc mạch hoài nói gì vui nè muốn từng nói làm cái đừng nói làm gì ờ thử đi bánh mì qua bên phải nghe quay nói đi nghĩ gì lấy miếng bà rọi nữa kia chặt cái lấy nguyên lấy nạc ấy anh để nguyên để nguyên để cũng muốn gì? À, không cần thêm đi em cãi đi hên xui đi. Không cũng chơi có dư chú. Là mang cho nó dư dẻ. Tại vì mình cũng. Nhiêu em? Cho anh bình nước chấm. Cho em thêm bình nước đường đi. Ừ. Nhưng mà chưa có quéo. Đường ai cũng mặc áo khoác hết trơn. Không gần Noel nó gần Tết đó là khô môi luôn á. Vậy hả? Vậy tính mua kem dưỡng môi chuẩn bị cho Tết. Đừng nói có bán luôn nha. Bó tay luôn. Trời. Tới đó mình ngưng được rồi. Nghi rồi.
Ồ, đã vô hộp rồi. 11 mình sẽ không uống cà phê sáng luôn, mình lại mình quay trực tiếp luôn các bạn. Nãy mình ngồi đằng kia. Nhưng mà hình như là xá xíu là chặt nó nặng tay hơn ba gọi phải không? Qua tháng xa, tháng gì hết đây là tới festival này nè, coi lên coi bắn pháo bông được. Đây là thịt đùi các bạn, 300k một ký đó. Ôi nó ngon. Rồi hôm nay cái lớp nạc nó dày cỡ 1 mét đó các bạn. Nói vậy cái có nhiều người cái lấy cái thước 1 mét cái đo chắc xỉu luôn quá. Nói chơi ý của em là cái lớp nạc nó dày thì là dày á. nữa rồi kẹt xe luôn, xe lớn vào kẹt xe luôn. Ủa bánh bao thơm lắm các bạn, mở cái nắp ra nó thơm ơi là thơm. Rồi bánh bao nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Đó, các bạn đi thẳng bên đó quẹo bên phải là chợ Bình Tiên luôn nha các bạn. Trong chợ bán tất cả các loại luôn, mọi thứ luôn, rau cải cá thịt, bánh hỏi luôn, bánh ướt luôn, dưa chua. Tính ra nuôi cô thư ký đó cũng đỡ tốn, một vài tháng mới cho ăn sáng một lần. Khi nào cô ấy nói chuyện mà cà lâm á, hôm nay vừa nhận số tiền, số tiền là bắt đầu mới cho ăn sáng. Rung ừ. Là hết pin, nó nhựa. Từ lúc mua tới giờ là chưa cho ăn phải không? Mua chừng 2 tháng gì. Hello chú Thành, chị Tâm ơi, tiếp đón chú Thành nồng nhiệt. Ở trên này còn có 2 miếng luôn nè các bạn. Hai mươi xong dưa. Hello. Dưới này là sườn non, xa xíu thì còn có mấy miếng các bạn. Rồi có đơn online không, nghe Út nghe điện thoại rồi kìa. Nổ đơn online. Nổ đơn online. Đây là nó mấy giỏ. Hai giỏ vậy mà. Đi ơi. Tôi nói này tôi nghỉ. Bất ngờ. Bất ngờ chủ tịch nghỉ, bé Tiên trở lại vị trí cũ. Chủ tịch nghỉ.
còn được 5 cái giò nữa các bạn. Chuẩn bị xong hai con xé, hai tùng lên mâm. Đang chờ bà nội mở rồi. Ra đây mà dễ gì đi được. Chạy đâu chơi thoát. Quay lại đi cưng ơi. Mấy ổ chị? Rồi, xong luôn, tới luôn. Thấy anh Vũ là thấy mùa xuân tới rồi, mùa xuân tới rồi. Quay luôn chị Tâm ơi. Là yêu cầu ốm gạt luôn á hả anh Vũ? Đỡ cái gạt luôn. Này chị Mai ốp đi Đà Lạt rồi. Mùa này là chỉ đi lên Đà Lạt thôi. Mùa này một lần nữa thì đi ra ngoài Sa Pa. Lấy đi Sa Pa bỏ đi chờ. Má lên. Chị Tâm đi Sa Pa chưa? Chưa, em coi trên hình. Đi nó cho em coi em đi ké đó. Em đi đó. Vậy hả? Đi, vui không ta? Tháng này ở Sa Pa vui không? Tháng này tháng 12. Tháng 6. Rồi. Tháng này cũng là tháng 11 nè, là tháng này chứ tháng nào. Tháng 11 á. Tháng này được lạnh lắm rồi đó. Sương mù mà da mới lạnh. Có mưa mưa phùn quá anh. Trời ơi đi cực chết. Có người nói vui, có người nói cũng không có gì để chơi, là sự thật là như thế nào? Nó hay mưa lắm. Vui là về vô những cái mùa mà chẳng giống như Tiết nó đẹp, không nó đẹp. Nó đẹp ơi, là đẹp vậy hả? Đẹp, nó đẹp. Chưa mù rồi, có lên Phan Xi Măng, có lên Phan Xi Măng không? Đi tháp này là không có đi chơi chứ. Rồi em đi là cái tháp Phan Xi Măng gì đó. À, lên đỉnh nha. Bảo trì hả? Bảo trì cắt leo hả? Đúng rồi, nó bảo trì, không có đi được luôn rồi, xô luôn. Tấn công đi ra ngoài. Đèn gì gọi cho chị Tâm hoài. Tâm đó rồi chứ. Gọi chị Tâm hay chị Tâm gọi? Không biết gọi đâu. Ở nhà chị Tâm đang làm việc mà gọi hoài luôn ha. Phi cũng gọi nữa. Có tiếng có bằng giá luôn á. Có ba em gọi, bốn bạn. Bốn lần ba gọi, chặt không cô? Bốn lần ba gọi, hai lần. Xuống ba gọi. Ồ, tôi đứng tại cái quay đó kìa các bạn. Cái này nhiêu ngủ rồi có lấy mấy lạng cô? Bốn lạng ba rồi chanh nhỏ xíu chanh nhỏ luôn á nhỏ luôn mà bốn lạng ba rồi hai lạng sáu xíu chặt hết luôn đi ơi. Ở trên xe xuống xe chừng 5 phút rồi lũ vô xe lạnh quá lạnh lúc em đi nó không ồn hỏi gì để đó có xíu lấy lạng ta sẽ ăn lấy lạng coi nhiều rồi một lạng mày cho ba ổ đi. Rồi ba ổ luôn chị Lê ơi. Mới không mà khỏi lo. Khỏi cần lo. Bỏ vô cái thịt riêng này cho tôi đi. Ba ổ thôi. Ba ổ. Này ba ổ, bán mấy ổ? Ba ổ mà nói
60 vậy? 45, nói lộn. 45 với kia tôi chưa trả tiền. Tưởng gói 20. 205. 205 thôi chứ. Đó tôi có đục tôi để vô vậy. 205 thôi chứ là. Có cái bịch bự lắm. Mấy hôm mới đầu em tưởng nó ổ 20 khách tới luôn. Mới vừa quay xong mang qua luôn. À, lấy cái này. Quá ngon luôn các bạn. 220. Hôm nay kẹt xe sớm chứ. À, người kia có đám cưới xe lớn đậu nên kẹt xe sớm. Chứ mọi bữa tầm khoảng 7:15, 7:30 mới kẹt. Cái lỗ bánh mì. Không lấy rau. Bánh mì thịt không đúng không? À, thịt không, trên bé, không ớt. Em bé với ăn bánh mì luôn nè. Bé lớn. Bé lớn. Bé lớn. Bỏ bánh mì lên chile thôi. Rồi xa xíu ra luôn. Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Không, Đà Lạt bây giờ người ngoài Bắc với người Hàn Quốc nhiều lắm trời ơi luôn. Dạ. Đợt này con lên lâu quá con lên thấy nó lạ lắm. Toàn là người nước ngoài mà người Hàn Quốc. À lạ lắm. Lạ lắm. Đi không? Đừng đi rủ qua năm đi. Có festival kìa. Tháng này nè, tháng 12 là festival lớn lắm á. Thằng bạn hôm qua nó nhắn tin nói ra chơi không? Có bắn pháo bông đồ. Ừ, đông lắm. Anh giờ sợ đi nơi nào đông, mệt lắm. Lúc còn trẻ thì phải đi cái nơi nào nó đông thiệt đông nha, kẹt xe rồi phải lắm. Giờ già rồi. Già chút yếu rồi, năm đông mà sợ ở nhà. Ở nhà đi chỗ khỏe. Nó đông nè, rồi kia đúng rồi. Chặt cho em bốn đạn hay quay nè, đi chị. Chặt. Cái
Hồi còn trẻ là thích đi lên đó làm thuê hôm tay á. Tối bắt đầu ra cái mua đồ nướng rồi. Mấy ổ à? Về nướng 20 cũng được. Xe 20 là chẳng nhận giật rồi nè. Sáng nào nói à, mai phải về sớm nha, đi săn mây nha. Cuối cùng hả? Về săn chưa ra khỏi khách sạn, săn cái kiểu vậy. Săn trên giường luôn. Nè, đợt đi giúp cũng vậy nè. Mai nhớ về sớm nha, đi nha. Chưa tới ai cũng nói dữ dằn nha ha. Không phải, không khí nó lạnh nó làm mình dễ ngủ nướng lắm. Đi nhà rồi đi nhiều người quá, gặp trẻ con ở đâu có nước nào mà thích vậy nổi đâu. Không, bây giờ anh thích đi là thích đi theo cái kiểu nghỉ dưỡng á. Lên đó ăn rồi ngủ cho đã, rồi thức dậy rồi mới dạo chứ không hành xác như theo kiểu như mà sáng thức sớm rồi phải đi chỗ này chỗ kia. À đúng rồi. Đi nghỉ dưỡng đó. Đúng rồi, ăn với ngủ. Khi nào thức là mấy lạng lạng còn thôi là nằm hoài đó. Một ký rồi chặt luôn. Chặt luôn phải không? Xá xíu á chị. Việt Nam cái gì cũng được, chỉ có cái đi du lịch là sợ bị chặt chém thôi. Có nước ngoài là họ không có chặt chém, đỡ. Đúng rồi, niêm yết hết luôn. Ừ. Ukulele là thích hoang dã nha các bạn. Ở bánh mì luôn chị gái ơi. Chị Nga này có lên xưởng không? Mấy giờ chị Nga? Quay qua quay lại là hết tháng liền. Nay thứ bảy. Nay thứ hai. Chặt
thì không chan nước sốt. Không sốt luôn chị Nga ơi. Bên kia chuẩn bị đại tiệc rồi kìa. Anh em có muốn nhập tiệc không? Đàn trai tới rồi. Tới rồi kìa, nguyên dạng mâm quả tới rồi kìa. Ủa bên mình, mình nhà bên đây nhà trai hả? À. Hả? Tân hôn ở nhà trai không? Không không, không rành không nhá. Nhà trai chuẩn bị đi đón dâu phải không? Tân hôn á. Tân hôn là bên nhà trai. Nhà gái. Tân hôn là nhà trai. Vậy là giờ mới đi à? Giờ đi đi đón dâu. Mày không nghe hả? Chắc là cũng ở Sài Gòn luôn á. 15, 20 hả chị? 15. Ở nhà hẹn. Tối ra nhà hẹn. Chị Nga chạy về thay đầm nữa đi chứ. Chúc ha. Chị Liên về mặc áo hai dây rồi nha. Lát luôn ha. Chết luôn hả chứ. Đó 4 năm trước mình đi đón dâu 2 giờ sáng nè. Để cho nó sắm với mình. Lên tới đây gần 6 giờ. Mình lên mình cung hỷ, cung hỷ, cung hỷ. Mình làm ơi, nguyên cái đường đã nghẹt rồi. Nó lại đi nữa, nó mà nghẹt nữa. 3 giờ đi với con mà bỏ. Hôm nay giờ đấy vậy chứ làm gì đó. Cái gì cũng ở chiều cho nó sắm. Ép quá ép hả? Đón dâu đi về khuya lên đây sáng. Đón dâu với quê thì còn lắm. Ở dưới quê là coi giờ giấc chính xác lắm. Đó đi giúp dâu á, đi không anh. Nên là phải đi, đi nhiều lúc gà gái đi khuya. Lỡ tới rồi tôi dâu mới đi trang điểm. Sáng không mà đám cưới dưới quê nó vui. Sáng lỡ đãi ăn cháo. Vui lắm, mà công nhận dưới quê vui thiệt. Vui vui. Ngày xưa là đám cưới, đám hỏi, đám dỗ vậy là bà con cô bác tập hợp lại nấu đồ ăn không à. Cả chục năm trước đi đám cưới ở dưới Bình Đại Bến Tre, đàn trai qua đàn gái rước dâu buổi sáng là biết cái nào không nhiều hết, mỗi bàn một tô nhiều vậy, hết lên tiếp hết lên tiếp, với rượu nhiều à, xứ Bình Đại đó sẽ nhiều với tuổi, đẩy nhiều mà, mình mới đi lần đầu. Đi về đám cưới ở đâu ta, Bạc Liêu mà. Một con heo nó đãi hết luôn á, bao nhiêu món. À đó vậy hả? Thì thế mà, có chỗ đãi này, có chỗ đãi kia. Có chỗ tới chưa có kịp gì trơn, mới có bắt cái xuồng cuộn cọng dây chạy lên cầm cái chai rượu xuống rồi. Nó đón gió. Rồi là đón gió. Lấy ngót chứ. Lấy ngót, đúng rồi, gọi là từ đón gió lấy ngót. Kia Liên này hay nè, lấy ngót. Hôm từ này cũng miền Tây mà. Lấy ngót chứ. Là kiểu như tới là chưa có mồi màng gì trơn là chào hàng á. Chị Liên không phải người miền Tây mà chị Liên biết từ này đâu nè. Chồng chị Liên ở Sóc Trà Bay, Sóc Trăng. Hôm qua em nhớ mà. Nhưng mà cô gì hôm qua lên comment là Sóc Trà Bay là ở Bình Phước ha. À hôm qua có cô nào nói cô mới đi Sóc Trà Bay ở Bình Phước về đi thiện nguyện vậy á. À nhưng mà nguồn gốc là chắc ở Sóc Trăng. Sao chị Tâm lắc đầu vậy? Ủa vậy hả? Coi như là nếu mà vậy là coi như là tiếng Miên rồi, đúng không? Ờ, tiếng Sóc Trăng, tiếng Miên nó chủ yếu giống nhau. Đó đang lấy ngót đó chị Liên, đó ngót đó. Có đó, đó là lấy ngót đó. Đi tiệc là chưa tới giờ nhậu là mình đã nhậu trước sơ sơ là lấy ngót đó.
tới muốn không sai ở nhà ăn no đây thì vô chậm có lấy ngón cũng hồi chỉnh. Có nhiều người quên ăn sáng vô chậm lấy ngón hồi chỉnh queo luôn. Đúng rồi. Chừng 2-3 ly là đúng rồi. Hợp lý. Đó thiệt luôn á. Em biết mà, em miền Tây em biết mà. Mà lên em trước sao vậy? Đi đâu chị Liên? Đi. À đó sáng lấy ngón ăn sáng. Bây giờ mình có qua mình quay sáng tạo mới các bạn. Đi theo chị Liên đi chợ luôn. Ông bà của chú cùng theo chị Liên vô chợ nha. Không em đi theo chị đó, chị đi đâu em đi đó đó. À đây chợ Bình Tiên cho mày nè các bạn. Nó bán đầy đủ luôn. Bịch diếp. Túi diếp. Đó qua chị bán bịch luôn. Rồi chị đang lục túi diếp ra các bạn. Đây là tiệm tạp hóa. Ủa có số hả chị Liên? À số 5 là vậy con. À, này là để đựng ớt nha các bạn. Ớt để riêng như bịch vậy đó, túi zip vậy đó. Xong rồi bà con ăn ớt thì đưa một bịch. Ai ăn thì bỏ vào, còn không ăn thì khỏi đưa. Đây. Rồi cảm ơn chị nghe, giờ về. Hai chị em mình đi chợ nhưng mà không có vô chợ. Đi vô vòng. Đi vô vòng. Thôi được rồi. Vô vòng rồi đi ra cái khách tới không có túi giếp đựng ớt nữa đó. Phải không? Khách tới rồi. Chị em mình đã về các bạn ơi. Thiếu là 10.000. Về rồi các bạn mới đi chợ. Con thối tiền cô ơi. Đi nghe có gì vui không? Không. Kể nghe coi. Có thiếu 10.000. Anh YouTuber không cho có dạy ra. Anh cầm hai tay hai máy rồi không có móc được chị Liên thương lượng với bên kia đi về trước tính sao. À ha, không được. Bữa nay mặc quần rách. Thọt thọt vô móc lộn chết luôn. Chị Liên tính nóng lắm. Chị Liên mà móc một cái rồi thôi móc bữa qua đi anh. Ừ thôi qua cho qua đi, cái quần này đang mọc. Chưa bỏ nha. Chưa, anh thích mặc quần rách lắm. Dạ nha, anh thấy quần nhà đó. Không, nó rách tự nhiên nó mới đẹp. Ok, để bữa dễ sợ luôn. Lành lành, cái em kêu chị Tâm lấy cái móc. Tới không chuyện luôn. Đúng á, là bộ nó đụng qua đụng móc như là. Thôi, nó một chị Tâm. Nó rách tự nhiên nó đỡ chứ cố tình cái là rồi luôn, nó nhảy lên xe dọt về luôn. Chạy không kịp luôn á. Rồi khách tới luôn. Một lạng xá xíu không chặt. Tiêu rồi chứ. Vậy đi ông bà cô chú ơi, ăn bánh mì ăn heo quay. Này em quên. Đi dọc đường quên hú. Không phải nhiều lúc cuối tuần mà ngay chăng ngày trai á. Nó
cũng không có bằng ngày bình thường, ngày cuối tuần bình thường. Có 30.000 rồi nha. Bữa nay địa bàn của cô bán dưa chua bị chiếm mà. Chiếm gì, từ bữa bà chiếm của người ta giờ bà trả chứ. Ủa vậy hả? Ủa vậy là cô bán dưa chua chiếm địa bàn của người ta. Trời ơi, hèn gì. À. Đang chờ một ổ 6 ổ 20. Mấy ổ cô chú? Bốn ổ luôn chị Liên ơi. Dạ này 300 nè chị. Đây có bảng giá luôn. Rồi khách tới luôn. 60.000 à. Khách tới bên này. Chắc em ba lạng. Ba lạng sườn non. Ở trong 320. Ba gọi nè. Em có lấy cái bà gọi nào 7 lạng à. Đây này đây mở nhiều quá em. Lấy cái ngon ngon đi. Bỏ bánh mì chị Liên ơi. Ờ, sắp dậy rồi đó chị Liên ơi. Có 300 đó rồi, đều biết không gặp. 300.000 á anh. 300 rồi đó. 90 rồi đó. 90 rồi đó. Thu lấy bia nha. Nó gọi tao mở. Mỏng này chắc ăn bánh hỏi gì hả? Lấy đêm đúng rồi.
còn cũng không hợp dấu hả chị? Hả? Cái này lấy riêng, cái này là trước có đúng không? Đúng rồi, thì em hỏi em nói là nãy giờ em làm dấu em luôn á. Ổng bỏng đi em, để nó đâu có sao đâu. Bỏng về được rồi chưa, trời ơi chú biết nó không xin luôn rồi chị. Rồi rồi rồi. Hôm trước Lily nghỉ ngày là đi vô mấy cô chú bán hủ tiếu gõ học một khóa. Lấy đi, lấy đi. Rồi cho hai bịch đi em, cái bịch đó cho hai bịch tình nước đi em. Là bao nhiêu? Cái sáu. Cái hai bịch nước là chị, giờ chú sáu là bao nhiêu? 500 đúng không? 500 của ai thì đi còn ai mua thịt nữa không? Chú bảo vệ hay gì á? Bánh mì bên kia quá trời luôn nè các bạn. Không cố gắng, cô cố gắng. Bốn ổ luôn chị Liên ơi. Một bịch một ổ, một bịch bốn ổ. Tổng là mấy ổ? Trăm nghìn. Chú ơi, cô chú nửa ký bên kia để quên. Chuẩn bị cho những bữa ăn cuối tuần trong gia đình. Được ngay trong mùa hè tới mới chạy, còn bình thường thì nó không bằng mùa hè nóng nực. Một ly 10.000. Nguyên.
chân của con. Có 20 luôn. Đây của con. Rồi chứ có ăn đâu. Rồi chị Tâm làm bánh mì thôi, qua chơi với chị Tâm thôi. Chút ghé bây giờ. Hôm qua nói ghé quay tới 10 giờ đó mà. À. Này khách tới luôn. Này bên này. Đó. Có cái miếng này mỏng mỏng không? Nó mỏng thôi chú. Bây giờ nữa. Cái nữa này đi. Chỗ này hả? À. Có chặt không chú? Chặt luôn rồi đi. Rồi cho bao 130, 4 bạn. Chặt luôn. Để nguyên hả? Chặt luôn rồi chú. Chặt luôn, chặt luôn. Đây khách tới luôn. Một cái giò luôn nè Ly ơi. Cái trên này cũng ok nè cô chú. Cái này 150. Cái này là thịt nhiều nè, còn không là cô tự chọn. Cái nào lấy đi. Dễ thương thì nào. Lấy hả ơi. Mà sáng mở giòn 20 đi anh Kha. Ờ, lấy mở giòn. Lấy cái này đi con. Không sâu quá không? Mấy người kia lấy nhiều không vậy? Có lấy cần á. Bà chị hiện ra ai biết lấy nhiều. Thank you.
Bên bánh bao được đơn on đơn lớn rồi, giao tận nơi luôn. Rồi, mày quay tiếp mày. Cho chị Liên dò lô tô. Sau lưng mà bánh mì sau lưng nữa kìa chị Liên. Rồi khách tới luôn, khách tới luôn. Đủ KPI phải không? Chạy doanh số rồi. Không có đủ là chị ở đâu thì cảnh luôn. Bởi vậy người nào vô mua là bánh mì đi cô. Bánh mì kéo luôn. Bánh mì kéo được đó. Cái doanh số nó chưa chị nói bán mẫu thằng mẫu rồi đó. Tối ra là tổng mẫu tặng cho không có kêu. Là bảo đã làm ăn đắt liền về đủ xem. Ai mua mẫu tặng mẫu tính tiền hai ổ đi. Bán gì? Bây giờ chú thử mua mổ tặng hai ổ tính tiền 30. Còn lỗ nghe, bán một ổ mà tặng hai ổ tính tiền 30 là còn lỗ ngổ nghe. Tính kỹ lại nghe. À. Tính sao cuối tháng bị âm lương. Muốn cái máy gì về nhà còn sợ luôn. Cấm xe. Heo quay nhưng mà làm món gì mới đúng, mấy ông làm mình đón là xách xíu đi. Rồi ba gọi 50% là ba gọi, 50% còn lại là mấy món kia. Mới bước vào chỉ nhìn ba gọi rồi. Ba gọi là thắt thầy. Chị coi gấp đó chị coi nè. Ví dụ như sườn xách xíu, giò heo là bắp xô. Ba gọi là vô đây thắt thầy mua ba gọi. Gấp nè chị. Lấy nửa ký ba gọi đi, có chặt không vậy? Không nguyên nha. Dạ, lấy em nửa ký đi. Đừng có lấy cái bìa cho em nha. Sáng giờ hơi chậm. Không có nắng nữa, cũng giờ chưa sáng. Bảy giờ rưỡi đó mà bà con vẫn chưa thức hết đó chứ. Không lâu lâu cuối tuần nướng á, nguyên một tuần làm việc rồi. Xong rồi ta đi sáng rồi đi cà phê tới trưa rồi. Rồi chị đi gấu sai rồi. Rồi dò luôn hay gì anh? Cách tới luôn. Ổ 20 chị Liên ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
160. Đang kéo mèn. Kéo mèn. Đây kéo mèn. Kéo mèn không à. Ngon quá trời ngon các bạn. Ngon không? Quay quá ngon rồi, làm miếng đi. Cách 8 lạng cách 8 lạng để quay chặt luôn hả bạn? Chặt nhỏ bên nha. Khách tới luôn chị Liên ơi. 8 lạng tốt hẳn rồi, 30 giây rồi. Dây mới tốt hành. Hai dây là cắt đôi. Người đẹp chở Bình Tiên ra chặt giò kìa. Rồi đi bên qua bên bánh tiêu luôn rồi. Tính như vậy cho chặt cái giò nè, cho thấy nè. Chị có đèn nặng đẹp hơn. Chị đang chặt cái khóm đây mà. Thấy sao xíu không hả chị? Không thôi. Luôn. Thấy sao xíu không hả chị? Ta thấy không? Không. Đây. Đưa đây cho OK, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này, các bạn nhớ like và đăng ký kênh mình. Rồi, bye các bạn.